Đưa đây. Anh ba. Hả? Anh coi cái mặt em với nó đó, ai xanh xanh mét mét vậy? Ờ, lép. Cái mau ghen của mày coi bộ nặng hơn thằng lúa rồi đó. Không phải là em ba, nhưng mà em muốn cái gì cho nó rõ ràng. Trắng là trắng, đen là đen à. Trời ơi, trắng đen cái gì? Suốt ngày hôm qua, con sen, con đầm, con tắm làm cỏ bắp cho ông hai dâu ở xóm dưới. Tao cài đất sát bên nè. Nó bẻ bắp cho tao 5 trái vàng bẹ để nướng ăn trưa. Con nhỏ giỏi thiệt à. Nói gì thì nói à, mày mà để vượt nó là uổng lắm á nghe lắm. À, thì ra mày phá tao, thằng quỷ á, thằng quỷ. Thằng quỷ cái gì? Tao muốn chứng minh ngày thôi. Mày với ai? Nhậu đi. Nãy giờ nói chuyện gì đâu không à. Tao vô trước nè. Vô. 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 1, 2, 3. Vô. Một ly. Vô ta. Mình làm một ly. Vô ta. Nếu mà chưa đá. Vô ta. Thì ta vô hoài. Vô ta. Vô ta. Chưa té vô ta mà ta té rồi vô ta, vô ta là hổ ta, vô ta. Anh lúa à, anh lúa ơi, bộ ngủ rồi hả? Ngủ gì được mà ngủ, sắp tới giờ đi rồi. Em lo quá à. Lo cái gì, có phước thì làm quan, có gan thì mới được giàu, mới xuống ngựa lên xe, không bị ai bắt nạt khinh khi mình nghèo. Ông bà có nói một câu, dân nghèo đi đến sư mô cũng nghèo, chẳng thà mình ở lại nhà, đói nghèo chồng vợ sớt chia, ăn kho quẹt chấm rau cũng đành à. Chớ có tiền mà mỗi người một biết là em sẽ buồn, nhưng mà anh lúa à, nói thì nói vậy nhưng mà em đâu có dám đem nước mắt nữ nhi làm chùng chân nam tử khi người xưa chỉ tài ta bồng. Mình phải cách xa hãy tin tưởng ngày mai chúng mình tương ngộ. Sống bên anh đói no em ngại, em chỉ sợ lòng ai đối thay vì dẫn chân kim tiền. Đẹp à, em nói vậy bộ em không tin anh sao chứ hả? Anh lúa à, chứ sao không, nhưng mà em vẫn lo cho anh á. Khi mới quen nhau em nào dám mơ xe ngựa phù quay giàu sang phú quý, mà em chỉ cần lòng chung thủy của anh thôi. Đẹp ơi, trải qua những ngày thiếu trước hụt sau, thấy em gian lao anh không rằng hy vọng rất mong manh, nhưng dẫu sao thì vẫn hơn nằm chờ số phận. Có câu tận nhân lực mới tri thiên mạng, đi một ngày đàn học được nghi một sàng khôn. Anh đã quyết chí ra đi thì em không có dám cản, nhưng mà bà con lúc ai cũng biểu là không có nên bỏ xứ ra đi. Người ta nói cây khô tưới nước cũng khô, giận nghèo đi tới xứ mô cũng nghèo à. Bôn ba không có qua thời giận bộ đâu. Bộ đi khoe hết đầu trên xóm dưới nói cái chuyện anh với thằng Lép định đi lập nghiệp ở chốn thị thiền hay sao? À, đâu có. Em
với ai đâu. Em chỉ nói có mấy người hà, chị Ba Nếp nè, con Đầm nè, con Sen nè, với bà Tám Tiệm hà. Trời ơi, gần hết cái làng rồi còn gì nữa. Qua cái miệng bà Tám, đầu trên xóm dưới đều hay, thêm cô Sen, cô Đầm, cả cái tổng đồn hầm. Ai biểu em tài năng, nói với họ làm chi. Đâu phải em cố ý, bữa đi đám người nôi, thấy chị Ba ân cần, em nói qua. Bà có biết cũng không ăn nhầm gì nữa. Có điều là mình ra đi không biết thành bại lẽ nào. Về làng mà quy hoàng thì không nói làm chi. Rủi ro thân sợ trở lại công. Giá thân như là mờn rách làm sao dám về. Thì không đi chẳng ai dám cười. Ý trời em nói như chơi, lòng này đã quyết à. Thử thời một bên. Lúa ơi! Sáng bét rồi, tao giỏi tự giả suốt đêm chưa đủ hay sao? Rồi, tao ra liền. Quần áo ở trong bọc này nè. Đây là chai dầu tràm để ngừa cảm mạo. Chai này là dầu phong, sức ghẻ đó nghe. Em làm như là anh ở dơ lắm vậy á. Anh à, nhớ đừng có bận đồ chung chả nghe. Còn đây nè, 10 đồng trong cha, chớ nên kéo co thêm rầu. Còn bà Đẹt, bà làm ơn cười đến cho tụi này hăng hái lên đường coi. Trời ơi, cái mặt biết vậy là thằng lúa đi sao nổi. Anh đi nghe mình. Trời ơi, đi lập nghiệp mà làm như kinh kha để thích khách Tần Thủy Hoàng. Nó bệnh rịnh từ giả. Anh đi nghe mình. Trời, làm nó thèm vô dụng cổ quá mày ơi. Thôi đi anh ơi, chẳng bằng anh đi mà không có ai đưa tiễn hết á. Kệ, vậy cho nó khỏe. Nè, nhớ rảnh ghé thăm Sen tôi bà Đẹp. Ê, biết rồi, nhớ giữ gìn sức khỏe nghe mình. Ờ, việc nhà anh cậy nhờ mình á. Thôi, đi nghe mình. Trời ơi, cái miệng mày béo xấu quá luôn ơi. Thôi đi, nhớ là bà Đẹp.